Xin chào các bạn. Hôm nay sẽ lại quay trở lại với các bạn. Đó là một cái mẫu móng hổ phách hàng bọc đồng mạ vàng rất là đẹp. Nó mẫu bọc long hổ. Đây. Rất là khủng, rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ quay lại gần hơn để các bạn sẽ dễ dàng quan sát được các cái mẫu bọc của mình nhá. Đó, đây. Bạn quan sát được nhỉ? Rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Đây. Đây là móng hổ phách này, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Nhìn móng không rất là giống thật này. Ví dụ như các bạn mà quan sát từ xa xa một chút xíu thôi, mình nghĩ rằng là các bạn không biết được đâu, vì nó giống thật làm nó rất là đẹp mà. Đấy, móng này, cả móng cả mẫu bọc vàng này. Đấy, bọc đồng này. Thì ngoài ra cái mẫu này như bên mình có nhận gia công bọc bạc này. Ví dụ các bạn không muốn bọc đồng thì các bạn có thể bọc bạc cũng được. Bên mình có nhận gia công theo các cái mẫu mà các bạn gửi qua. Đó. Thì các bạn có thể xem thêm ở trên kênh của mình cũng như là trên Zalo hay trên website các bạn nhé. Bên mình có rất là nhiều mẫu. Bên mình cũng có bán theo và kèm dây sao cho phù hợp cái mẫu như mình đang quay ở đây. Đó, rất đẹp các bạn ạ. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình. Xin chào các bạn.